Mến chào toàn thể tất cả các bác và anh em đang cùng truy cập vào kênh YouTube của Phụ Kiện Audio. Mọi vấn đề về tư vấn, phối ghép hoặc đặt hàng sản phẩm, các bác và anh em có thể liên hệ trực tiếp với Phụ Kiện Audio qua số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình ở đây 0835318889. Các bác và anh em chúng ta có thể nhắn tin, gọi điện hoặc là trực tiếp kết bạn Zalo với Phụ Kiện Audio. Lâu lắm rồi thì em chưa lên sóng những video giới thiệu đến với các bác và anh em về những cái mẫu mã sản phẩm dây tín hiệu âm thanh, thì ngày hôm nay quay trở lại với một video giới thiệu về những cái dòng dây tín hiệu âm thanh. Ngày hôm nay thì em có một mẫu dây của hãng Furutech đến từ Nhật, bản dây Alpha Series 3 lăng Audio Couple FA220, một trong những bản dây tín hiệu âm thanh được rất nhiều người chơi âm thanh yêu thích. Ngày hôm nay thì em có đầy đủ các mẫu mã sản phẩm dây, từ dây AV hay còn gọi là dây RCA, dây bông sen, dây hoa sen. Phía bên này là dòng dây Canon đực cái hay còn gọi là dây ba lăng, dây cân bằng. Ở dưới đây thì là mẫu dây Canon da AV. Trong một hệ thống dàn âm thanh của các bác và anh em, nếu như mà chúng ta sở hữu những cái thiết bị chất lượng, xịn sò, cao cấp thì chúng ta cũng nên là đầu tư cho những hệ thống thiết bị như thế, những cái dòng dây tín hiệu âm thanh để kết nối giữa các thiết bị với nhau. Khi mà chúng ta đã đầu tư thiết bị tốt này, dây tận tốt thì đương nhiên là cái việc truyền tải tín hiệu âm thanh nó rất là trơn tru, mượt mà, âm thanh của nó rất là sắc nét. Và dòng dây Furutech bản dây Alpha Series 3 lăng Audio Couple này, thì nhắc đến cái từ 3 lăng là các bác và anh em chúng ta sẽ liên tưởng đến ngay là một trạng thái cân bằng. Có nghĩa là các giải âm bên trong một bản nhạc nó sẽ được cân bằng đều như nhau, giúp chúng ta là dễ dàng phối ghép với bất cứ một thiết bị dàn âm thanh nào. Ở trên tay em đang cầm đây là một bộ dây AV hay còn gọi là dây RCA, dây bông sen, dây hoa sen. Và đây là dây được DIY đầu dắp tại Phụ Kiện Audio. Đến với Phụ Kiện Audio thì dây nào là dây DIY, dây nào là dây nguyên bản thì em cũng sẽ nói rõ luôn trong video để các bác và anh em chúng ta tham khảo kỹ hơn về sản phẩm nhé. Và đây là dây DIY thì em sẽ cam kết là DIY chuẩn kỹ thuật này, sử dụng thiếc xịn này, và thứ ba là bảo hành dây dẫn DIY trọn đời để các bác và anh em yên tâm sử dụng nhé. Một bộ dây của nó sẽ gồm là hai sợi và bốn đầu giác như này. Đầu tiên là về màu sắc bên ngoài của dây, thì màu sắc này thì các bác và anh em có thể liên tưởng gần giống như là dây Maxitox đến từ Mỹ. Nhưng mà Maxitox thì cái màu của nó lại sáng hơn so với Furutech các bác và em nhé. Màu của Furutech thì nó lại trầm hơn, màu xanh nó trầm hơn một chút. Trên dọc chiều dài dây thì chúng ta sẽ có đầy đủ tên thương hiệu. Đầu tiên là Furutech này. Alpha Series, bản dây Alpha Series 3 lăng Audio Couple FA220. Lõi dẫn bên trong toàn bộ là bằng đồng PC OCC nguyên chất. Chiều đi của dây đây các bạn nhé. Chiều đi của dây này, Furutech Couple. Tiếp theo là chúng ta sẽ đến những cái đầu jack ở đây. Đầu jack mà em lựa chọn để DIY vào bản dây tín hiệu âm thanh này là một phiên bản đầu jack Mỹ mạ vàng cao cấp. Các bác và anh em có thể chiêm ngưỡng bốn cái đầu jack này, bốn cái đầu jack AV khóa gen thông minh xoáy ra như này để các bác và anh em xem này. Sau khi DIY thì cũng sẽ đổ thêm cái lớp keo này bảo vệ cái mối hàn, tăng độ thẩm mỹ cho dây. Và toàn bộ đầu jack thì đều được mạ vàng hết các nhá, đầu jack Mỹ mạ vàng cực kỳ là chất lượng. Đầu jack khóa gen thông minh này thì khẳng định với các bác và anh em là độ tiếp xúc của nó rất là tốt, không bao giờ bị mo ve lệch xe tín hiệu khi các bác và anh em sử dụng. Một bộ dây có độ dài tiêu chuẩn như này, hiện tại em đang là DIY với độ dài là 1 mét các nhá. Đây, bộ dây như này, đầu jack AV của Mỹ mạ vàng cực kỳ là chất lượng. Còn một cái phiên bản dây nữa mà em muốn giới thiệu đến với các bác và anh em, đó chính là một phiên bản dây có thêm những cái chặn như này. Đây, có thêm cái chặn đánh dấu chiều và cũng là tăng cái khả năng chống nhiễu của dây lên các nhá. Chiều đi này, cái cục chặn này thì nó để đánh dấu chiều đi của dây, vừa là để đánh dấu chiều đi, vừa là để tăng cái khả năng chống nhiễu của dây lên. Mỗi một sợi sẽ có một cái đầu chặn như này. Các bác và em thể đặt là không có đầu chặn hoặc là có đầu chặn. Có đầu chặn thì em sẽ lúc DIY thì em sẽ nhét thêm vào để các bác và anh em về chúng ta chơi. Còn không thì em sẽ làm những cái bộ như này. Xong mẫu dây AV, tiếp theo là dây Canon đực cái hay còn gọi là dây ba lăng, dây cân bằng đấy ạ. Vẫn là một phiên bản đầu jack Canon rất là quen thuộc với các bác và anh em. Đầu jack Canon carbon xịn sò như này. Riêng về nhìn cái bộ đầu jack này rồi các bác và anh em thấy ngay cái sự chất lượng của dây rồi. Bộ đầu jack này
đầu canon ống cái 3 lỗ này, đầu canon ống đực 3 chân này. Tất nhiên là dây tín hiệu âm thanh xịn rồi thì cũng phải chọn những cái đầu jack nó chất lượng, nó tương xứng để DIY với dây, giúp dây nó đạt được cái hiệu năng tốt nhất. Dưới này thì là mẫu dây canon ống cái ra AV ạ. Đây, hai đầu canon ống cái này ra hai đầu AV. Ở đây thì em có lắp thêm cái chặn chống nhiễu này để làm mẫu để các bác và em xem này. Chặn chống nhiễu, chặn dây, đánh dấu chiều đi của dây luôn. Một đầu jack cả hai đầu jack AV này, hai đầu jack canon ống cái này. Đầy đủ các mẫu mã sản phẩm dây để các bác và anh em tham khảo nhé. Và ngay sau đây thì xin mời các bác và anh em chúng ta cùng nhau chiêm ngưỡng cái kết cấu bên trong của dòng dây tín hiệu âm thanh Fullotech này. Toàn bộ loại dẫn bên trong như hãng công bố thì 100% là bằng đồng PC OCC. Đầu tiên em sẽ tách cái lớp vỏ bên ngoài ra để các bác và anh em xem nhé. Quên chưa nói với các bác và anh em là sợi dây này thì khá là mềm, nó không cứng một tí nào các nhá. Nhìn dây nó to này thôi, nhưng mà dây thì không cứng, dây rất là mềm thôi. Sờ vào rất là mềm mại như này, nó không có cảm giác bị cứng. Lớp vỏ bên ngoài này, rút ra. Đây ạ, lớp vỏ bên ngoài khá là dai và dày. Tiếp đến là lớp áo chống nhiễu. Tất nhiên là dây tín hiệu âm thanh thì phải có lớp áo chống nhiễu rồi, lớp giáp chống nhiễu của Fullotech đấy ạ. Sau lớp giáp chống nhiễu này, nó sẽ là những cái sợi dây chống ẩm. Bên Nhật thì họ làm khá là tỉ mỉ, mọi các cái sản phẩm của Nhật họ đều làm như thế. Lớp áo chống nhiễu này xong lại phải có một thêm một lớp áo chống ẩm nữa cơ. Lớp dây chống ẩm này, những cái sợi dây dù cố định dây này. Và bên trong này chúng ta sẽ có hai lõi dẫn chính, một lõi trắng và một lõi đỏ. Để em tách cái lớp vỏ này ra để các bạn em xem chi tiết cái lõi dẫn phía bên trong nhé. Toàn bộ 100% đều là bằng đồng PC LCC nguyên chất, rất là chất lượng. Đây, tuốt hơi mạnh một chút là đâm ra là bị bay mất một số những cái sợi đồng như này rồi. Các bác và anh em có thể chiêm ngưỡng cái lõi dẫn phía bên trong này. Toàn bộ là đồng PC LCC. Sờ vào cái dòng đồng nguyên chất này thì rất là sướng, nó rất là mịn như này, sờ rất là trơn. Bởi vì là dây dẫn được xử lý bề mặt cực kỳ là tốt, rất là nhẵn và mịn như này. Các bác và anh em để chiêm ngưỡng cái lõi dẫn phía bên trong này. Em cố gắng là quay cận cảnh và bắt nét kỹ nhất để các bác và anh em xem cái kết cấu dây phía bên trong nhé. Các bác và anh em nhìn cái chất dây đồng rất là xịn như này, xử lý bề mặt dây dẫn rất là tốt như này. Thì cái giải cao của nó truyền đi rất là, thì cái giải cao nó sẽ lên rất là mịn và sáng, mịn và nhuyễn đấy ạ. Mịn. Hai lõi đều 100% đều là bằng đồng nguyên chất như này. Chính xác của nó là bằng đồng PC OCC. Để các bác và anh em yên tâm chúng ta chơi nhé. Dây xịn, đầu jack xịn, các bác và anh em có thể sử dụng để phối ghép những cái thiết bị bên trong dàn âm thanh của chúng ta lại với nhau. Và trước khi mà báo giá những cái dòng dây tín hiệu âm thanh này thì em cũng chia sẻ với các bác và anh em một chút. Toàn bộ những cái sản phẩm dây tín hiệu âm thanh không chỉ là dây đắt tiền, mà kể cả những cái dòng dây 200.000, 300.000 khi các bác và anh em mua hàng tại phụ kiện audio thì đều có thể là sử dụng trải nghiệm thử trong vòng từ 3 cho đến 5 ngày. Trong vòng 3 cho đến 5 ngày kể từ ngày nhận hàng, nếu như mà các bác và anh em chúng ta cảm thấy dây dẫn nó phù hợp với thiết bị của chúng ta, vừa tai của chúng ta thì chúng ta giữ lại dùng. Còn nếu như mà không thấy phù hợp và cảm thấy là số tiền mà các bác và anh em bỏ ra để mua sắm sản phẩm nó chưa đáng thì các bác và anh em hoàn toàn có thể là yêu cầu trả hàng và hoàn tiền, hoặc là đổi trả sang những cái sản phẩm khác để chúng ta tiếp tục sử dụng và trải nghiệm sản phẩm tại phụ kiện audio. Quan trọng nhất là các bác và anh em chúng ta tìm được cho mình những cái dây tín hiệu âm thanh hợp lý với túi tiền này, hợp lý với đôi tai, quan trọng nhất là hợp với bộ dàn của chúng ta là được. Và ngay sau đây thì sẽ là mức giá sản phẩm của dòng dây tín hiệu âm thanh Fullotech này để các bác và anh em tham khảo. Đầu tiên là về mức giá sản phẩm dây tín hiệu âm thanh AV, hay còn gọi là dây bông sen, dây hoa sen, thì một bộ dây mà không có những cái đầu chặn, không có đánh dấu chiều như này thì hiện tại đang có mức giá là 850.000 đồng một sợi như này, một bộ như này các bác và em nhá. 850.000 đồng một bộ dây như này. Còn nếu như mà thêm những cái đầu chặn như này thì các bác và anh em cộng thêm với 100.000 đồng là 950.000 đồng một bộ các bác và em nhá. 850.000 đồng một bộ dây không có chặn và 950.000 đồng một bộ dây là có 22 cái đầu chặn đánh dấu chiều đi và tăng khả năng chống nhiễu cho dây tín hiệu âm thanh dây dây AV, và chiều dài dây là 1 mét. Còn về dây canon đực cái như ở trên kia thì một bộ
không có đầu chặn là 1 triệu và có đầu chặn thì là 1,1 triệu. Ngoài ra thì còn thêm dây AV ra Canon hoặc Canon ra AV như này nữa để các bác và anh em tham khảo. Nếu như các bác và anh em chúng ta đang cần tư vấn thêm về dòng dây tín hiệu âm thanh này, chúng ta có thể nhắn tin, gọi điện hoặc là trực tiếp kết bạn Zalo với phụ kiện audio qua số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình 0835318889. Các bác và anh em có thể nhắn tin, gọi điện hoặc là trực tiếp kết bạn Zalo với phụ kiện audio. Nếu như các bác và anh em thấy video này hay và bổ ích, đừng quên ấn like video và chia sẻ video này để anh em, bạn bè, người thân của chúng ta có thể biết về một địa chỉ bán hàng âm thanh, bán đồ audio chất lượng tốt, giá thành phải chăng, chế độ bảo hành và hậu mãi tốt. Chân thành cảm ơn tất cả các bác và anh em đã cùng nhau theo dõi hết video trên kênh YouTube của Phụ Kiện Audio. Hẹn gặp lại toàn thể tất cả các bác và anh em ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.